Chào mừng quý vị đến với bản tin 24/7. Mở đầu sẽ là những thông tin đáng chú ý sau. Vừa qua, thị trường quốc tế Nam Mỹ UTS đã chính thức đón học sinh quay trở lại trường sau chuỗi thời gian nghỉ học vì dịch COVID-19. Những kế hoạch về học tập, đảm bảo an toàn sức khỏe và phát triển thể chất cho học sinh đã được nhà trường chuẩn bị kỹ trong giai đoạn vừa qua. Sau khoảng thời gian dài nghỉ học tại nhà vì dịch COVID-19, các em học sinh của trường quốc tế Nam Mỹ UTS đã chính thức quay trở lại trường học. Niềm vui không chỉ lan tỏa từ các em học sinh vì được gặp lại bạn bè, thầy cô, mà còn đến từ phía nhà trường với các chương trình chào đón học sinh đầy ý nghĩa như thế này. Dạ, hôm nay ngày đầu tiên đi học lại thì con rất là vui vì được gặp lại bạn bè. Sau 3 tháng nghỉ dịch ở nhà, con phải học trực tuyến nên con rất ít được tương tác với bạn bè và thầy cô. Hôm nay con được quay trở lại trường, con cảm giác rất là vui và phấn khởi. Con được gặp lại tất cả mọi người. Đặc biệt để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả các em học sinh và mang lại sự yên tâm cho các bậc phụ huynh, nhà trường đã tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài khử khuẩn toàn bộ cơ sở vật chất, các biện pháp như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang được triển khai triệt để ngay từ khi bước vào cổng trường. Ở mỗi lớp học, số lượng các em học sinh được hạn chế tối đa và vị trí ngồi theo nguyên tắc giãn cách. Căng tin của trường được bài trí rộng rãi, sạch sẽ và các em học sinh được nhắc nhở về vị trí ngồi và vị trí xếp hàng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cho các em học sinh quay trở lại học tập an toàn thì nhà trường đã tiến hành các bước khử khuẩn trước đó toàn bộ cơ sở và vật dụng học tập lớp học của các em. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp nhân viên y tế sẽ tiến hành đo thân nhiệt 2 lần trên một ngày vào đầu mỗi tiết học của mỗi ca. Ngoài ra, trong lớp học mình vẫn tiến hành giữ một khoảng cách an toàn giữa các bàn học nhất định nhằm đảm bảo tập thói quen giữ sức khỏe an toàn cho các em học sinh. Sau chuỗi ngày học online tại nhà, việc học của các em học sinh ở tất cả các bậc học của trường sẽ sớm được ổn định trở lại nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng từ phía ban giám hiệu, giáo viên và các nhân viên nhà trường. Đặc biệt, trong đợt quay trở lại trường này, các em học sinh của trường UTS được chuyển sang cơ sở mới, khang trang, hiện đại chuẩn quốc tế, phục vụ tốt các hoạt động học tập, rèn luyện và vui chơi giải trí của học sinh. Dạ, con thấy trường mới rất đẹp, nó có nhiều dụng cụ học tập cho tụi con, như phòng bedroom, nó có một bộ chấm, tụi con còn được học robotics nhiều thứ hay, nói về công nghệ, và tụi con được đến thư viện đọc sách. Và em cũng là một người rất thích chơi thể thao nên sau khi qua cơ sở mới thì em thấy nhà trường đã xây nên một cái sân thể thao rất là lớn để cho chúng em vui chơi trong những giờ đó chơi. Và mọi thứ gần như là sẵn sàng chúng em bắt đầu một năm học mới. Very happy to invite our students back to school and have them here. Chúng tôi rất vui khi được chào đón các bạn học sinh quay trở lại trường quốc tế Nam Mỹ UTS. Nhà trường rất quan tâm đến việc đảm bảo các em học sinh tiếp thu đầy đủ kiến thức trong chương trình và chúng tôi thực hiện điều đó thông qua mô hình giáo dục cá thể hóa. Nhà trường áp dụng những điều chỉnh về nội dung đối với chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như với chương trình quốc tế của nhà trường. Vì thế, từ bây giờ cho đến hết năm học, nhà trường chú trọng đảm bảo cho học sinh được học những nội dung kiến thức quan trọng nhất. Là thành viên của tập đoàn giáo dục Văn Lang với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, trường quốc tế Nam Mỹ UTS là cơ sở giáo dục uy tín, tiên tiến, hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh. Với chương trình học được tối ưu hóa kết hợp những nội dung nổi trội của chương trình Common Core Hoa Kỳ và chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UTS cam kết cung cấp một chương trình học chất lượng cao cho học sinh của mình. Tại UTS, mọi đứa trẻ đều được xem là tài năng. Ngoài các hoạt động chính khóa, nhà trường còn chú trọng xây dựng phẩm chất và thái độ cho học sinh thông qua hệ 6 giá trị cốt lõi: chính trực, tôn trọng, bản lĩnh, cống hiến, học tập suốt đời và sáng tạo.